Những ngày qua tại cảng cá Cửa Bé, thành phố Nha Trang, các tàu đánh bắt của ngư dân tỉnh Khánh Hòa liên tục trở về cảng với sản lượng trúng mùa cá liệt. Đây là loại cá biển tuy nhỏ nhưng mà rất thơm ngon, được thị trường ưa chuộng để chế biến nhiều món ăn. Những ngày này khi vào mùa đánh bắt cá liệt, vào mỗi buổi sáng, các tàu đánh bắt tấp nập trở về cảng Cửa Bé, Nha Trang với sản lượng trúng rất nhiều cá liệt. Các thương lái chờ sẵn trên bến tấp bật thu mua, cần đến để kịp chuyển đưa đi tiêu thụ ra thị trường. Do đây là loại cá rất được ưa chuộng, chế biến rất nhiều món ngon do thịt ngon, màu trắng và được đánh bắt nơi biển gần nên khi trở về cảng cá vẫn còn tươi. Giá bán ra ngay tại cảng cũng trên dưới 70.000 đồng trên 1 kg tùy theo kích cỡ lớn nhỏ. Vì cá liệt có kích thước trung bình chỉ bằng 3 ngón tay người lớn, được mua cá liệt và tiêu thụ hết nên người dân Khánh Hòa rất phấn khởi.